cái mương này là cái mương nước chảy, nó chảy ra vô, nhưng mà rớt dưới đó là người ta không chịu, tại nó cản nước á, nó cản dòng chảy. Rồi mấy cái nhánh mà nó nghiêng bên đó đó là cái vườn mít của người ta, cho nên không thể nào qua đó hết. Là bên bên chủ nhà bên đây là yêu cầu là mình sẽ đưa nhánh về đây hết, cho nên là bởi vì nó cực vậy đó, phải treo từ nhánh vô. Mà cái cây này cái thân thì nó ở đây, nhưng mà cái cành thì nghiêng bên đó, nó rất nhiều cũng nghiêng đó đó, dữ lắm, tại vì nó né cái cây bằng này nè, cái gốc ở đây. Nhưng mà mình đo nếu cái tán lá nó qua bển đồng phải 8 mét bên đó đó, 8 mét nè, còn nhánh nó treo về cho nó cực. Chứ mà gặp mà cái cây mình đốn mà leo lên cắt gẹt gẹt nãy giờ là chắc 6 cây vậy rồi, tại vì cái thời gian nó treo là nó mất thời gian lắm. Thì một mạch cưa mình cắt như là có mấy giây đất ha, trong vòng mấy nhanh nhỏ thì 3 giây, thì lớn lớn thì 5-6 giây là nó sẽ đứt. Còn cái mạch lớn vậy là nó mới lâu, mình lớn vậy thì gặp Huana nó cưa khoảng là 40 giây hoặc 50 giây hoặc 1 phút mới đứt được cục mạch này vậy đó. Mà nó dù sao nó cũng ngay, nó mau lẹ hơn là mình phải trồng dây, trồng dây thời gian mất thời gian, mà nhưng mà phải cố gắng làm vậy để chi cơ không mọi người ta thương, mốt mình ta giới thiệu mình nữa, làm một lần rồi mới mốt mình sẽ còn làm lần thứ hai nữa, ta kêu mình lần thứ hai nữa là mình hãnh diện rồi đó. Vậy là ông này cũng làm, ông thích mình ha, mình làm sao ông mới mến mình, ông kêu nữa, chứ mình làm một lần rồi lần sau ta trốn đi luôn thì là mình phải xem là xét là mình.
làm phải né mấy cây giống ở dưới nha quý vị. Đây là nguyên một trại cây giống, cây mấy cây giống ta chất đầy ở đây chứ. Bởi vậy mình làm mình cũng phải để ý. Xuống hập xuống luôn đại luôn. Thank you.
Cái chơi là đi cái mấy bác bự hả?